Kênh Quỳnh Làng Thơ xin kính chào các cô chú anh chị. Hôm nay kênh Quỳnh Làng Thơ xin chia sẻ đến cho các cô chú anh chị mới tập chơi đó, cái cách mình khắc phục sao mà cái cây lan nó bị ốp lá vậy nè, đó. Nó không mở lá được đó, các chú thấy không nè, nó không mở lá được đó, nó xếp lá gì nè các chú thấy không đó. Ở giờ này nó mở được mấy lá chừng, ở trên này nó xếp lá đó. Ở đây càng một điểm cũng vậy, rễ ra rất là ok luôn. Đây, sinh dần bên đây cũng vậy, sinh dần. Đó. Rễ u sinh dần luôn. Bên đây cũng rễ ra nè, cua tủa luôn nè. Đó. Rễ ra phần nhánh luôn. Mà có cái là nó không mở lá được, nó xếp lá như vậy. Đó, bên đây cây này thì nó bị tóp lá gì nè, bóp cong đi luôn nè, thấy không? À, nó quẹo lá này xuống luôn nè, thấy không? Dưới đây cũng vậy nè. Thì cái này á nó không có gì hết đó, là tại vì nó thiếu nó không cung cái bộ rễ, nó không có cung cấp được cái thức ăn và nước nó đưa lên cái thân cây lan, cho nên nó dẫn đến cái cây lan nó bị héo gì, rễ nó vẫn phát triển bình thường đó, mà cái lá nó bị héo gì. À, cái thằng cây lan này cái lá nó không mở ra. À, nó không mở ra. Nó cứ ốp gì hoài nè các chú thấy không? Nó không mở ra được. Ở dưới đây nó mở được mấy lá chừng rồi. À, thì cái này cái quá trình mà vận chuyển nước với thức ăn nó không có đưa được lên tới ngọn. Nó là do nó thiếu kali. Đó, do nó thiếu kali nha các cô chú. Đó, bây giờ mình sẽ bổ sung cái kali cho nó. Thì ở đây mình đi mua cái chai Super Kali hiện tại về ở chỗ mình nó không quán, bây giờ mình mua cái chai này, cái này mình xài cũng được. Đó, cái này là phân kali. Đó. Phân kali. Đó, ở đây thì nó có cái thành phần đó nó là tới 50% kali. Đó, nó là 18% lưu huỳnh này nó sát khuẩn luôn. Đó, là độ ẩm nó là 1%. Bây giờ mình sẽ xịt cho nó. Thì cái này các cô chú xịt là một lít nước có khoảng là 1,5 gram. Đó. 1,5 gram. Thì ở đây mình có chuẩn bị sẵn cái bình nước. Thì cái bình của mình ở đây là nó chưa tới 1 lít nước, nó hơn nửa lít nước. Hơn nửa lít nước á, thì mình xài cho nó là 1 gram, tại vì nó hơn nửa lít nước à, nó không được lít, cái bình này nó không được lít. Thì ở đây mình dùng nè, cái muỗng này nè, cái muỗng này là 1 gram nè, lượng cho nó. Đó, 1 gram. Đó. Mình sẽ đổ vô. Thì cái này mình mới chiều mình đi làm vậy cũng hơi trễ không chứ, lắc điệu lên nó đi làm vậy hơi trễ đó, cho nên nó làm phát hiện nè, cái cây lan này nó bị nè, chơi trong kẹt, cây này cũng bị nè đó. Cho nên nó giờ mình mới tưới xong hồi nãy nè, cũng còn hơi ướt nè, mà mình sẵn mình làm clip cho các chú anh chị mình xem luôn. Thì giờ mình sẽ xịt cho nó. Cái này đúng ra các cô chú mua cái chai Super Kali á thì nó tốt hơn. Mình ở đây mình đi kiếm mua không có, mình còn cái gói này nè, cái gói này mình cũng đã xài rồi. Nó thì mình xài cho nó. Rồi mình xịt cho nó. Nó cứ xịt đều hết. Đều ha, mặt lá hết rồi cô chú. Cái dòng đơn thân này nó hấp thu qua lá nhanh lắm. Cái cây mình đây thì vẫn còn cứng, cái cây mình đây nó bị nè. Xịt đều hết. Cây mình đây cũng vậy.
nó không có vận chuyển nước cái thức ăn lên tới đọt được đó chú, nó chỉ lên được tới đây nó mở lá thôi, nó lên được tới đây mà mở lá mà mở không hết lá nữa nè. Cứ xịt đều cho nó hết. Cái hôm nay nó cũng không hỏi nữa. Rồi thì mình xịt nó ướt đều như này các cô chú. Nếu một tuần lễ sau mà nó chưa mở hết lá thì đúng một tuần sau mình xịt nó lại cho nó thêm một lần nữa. Đó, mình chỉ xịt đúng một tuần lễ mình xịt cho nó một lần. Xịt cho tới khi nào mở lá thôi. Đó, nhưng mà cái loại này là mình xài thì mình thấy nó cũng được chứ nó không có hiệu quả bằng cái thằng Super Kali. Super Kali cái loại nó bằng chai trong chai nhựa này nè các cô chú. Đó thì cái loại đó các chú xịt cho nó một lần một á, thì nó sẽ xịt cho nó một lần một á, thì cái loại đó các chú mua được cái loại đó thì các chú xịt một lần một á, là trong vòng một tuần lễ sau các thấy nó hồi phục rõ ràng luôn đó. Còn thằng này á, thì ở đây mình cũng phun xịt được nè, thấy không, nó để là phun xịt nè, sáng sớm hoặc chiều mát. Hiện tại mình đi làm về rất chiều thôi, sẵn mình vừa tưới xong thì sẵn mình thấy rồi làm bếp cho các cô chú anh chị mình xem luôn. Hiện tại cái này mình phun là vào là sáng sớm hoặc chiều mát các chú, cái này mới đi làm về cho nên đó là mình vừa tưới nước xong thì mình phát hiện mình đem vô làm bếp cho các cô chú anh chị mình xem luôn. Thì nói chung đó là cái này là cái thằng phân kali sunfat đó, kali sunfat. Còn các ông chú mua được cái Super Kali á thì nó hay hơn. Đó, cái Super Kali mình cũng xài rồi thì nói chung cái thằng Kali Sunfat này á thì mình cũng có hồi trước mình cũng có xài rồi, mình thấy cái hiệu quả nó cũng tốt lắm á. Cho nên nó mình mua cái loại kia không có thì mình mua cái này. Đó, mình mua cái này mình xài thì mình thấy cái hiệu quả nó cũng rất là ok. Đó. Rồi các cô chú xịt vào sáng sớm hoặc là chiều mát đó, thì cái liều dùng thì ví dụ mình dùng 1.5g trên 1 lít nước đó, 1.5g trên 1 lít nước là mình dùng cái liều này nó cũng hơi cao đó, đó tại vì cái cây của mình nó bị nặng quá đi các chú thấy không, nó ốp lá xuống luôn, cái thân nó lên nó là tầm các chú thấy nè gần 3.5 gang tay, 3.5 gang tay thì các chú thấy đi là nó cỡ khoảng trên 7 tấc rồi, trên 7-8 tấc rồi đó, cho nên nó là mà nó không mở lá được mà cái thân nó bị nhăn gì nè, các chú thấy không, cái thân nó bị nhăn nè, nó nhăn nó tèo tóp luôn rồi, thấy không, nó nhăn nó tèo tóp đó là quá trình nó không có thúc đẩy được cái thức ăn và cái nước nó không có đưa lên được trên thân và lá cho nên nó không có mở đọt được, nó không có mở đọt mở lá được, nó làm cho cây lan ta và thiếu chất dinh dưỡng, thiếu nước, nó dẫn đến tình trạng là nó teo tóp và nó bị xiếp lá đó. Rồi cái cây ngọc điểm này cũng vậy, cái cây ngọc điểm này thì nó rễ nó ra các chú thấy không, rễ nó ra rất là ngon lành luôn, rễ nào lấy u quầy luôn, không xanh dờn luôn u quầy. Đó, bên đây cũng vậy nè, thấy không? Đó, bên đây cũng vậy nè. Các chú thấy không? Cái lá nó bị vậy là do nó thiếu kali. Nó thiếu kali nó không có vận chuyển thức ăn nè và nước, mà cái cây này là khi mình mới phát hiện cách đây có khoảng 3 ngày là mình đưa nó vô trong mát. Mình đưa trong mát mình giữ ẩm nó rất là ẩm luôn. Nó rất là ẩm luôn. Cho nên mà nó cũng chưa có thấy cái dấu hiệu gì mà nó cứng lá lại hết, mà nó càng ngày nó càng mềm ủng đi, là cái này là do quá trình nó thiếu kali.
nó thiếu cái gì nó không vận chuyển thức ăn dưới nước, nó đưa lên thằn, cho nên nó dẫn đến cái tình trạng này đó. Bây giờ mình bổ sung cho nó là cái kali vô thì nó sẽ hấp thu chất dinh dưỡng, nó sẽ vận chuyển chất dinh dưỡng và nước nó đưa lên thì nó sẽ làm cứng lá lại đó. Rồi hôm nay cây lan thôi xin chia sẻ đến cho các cô chú anh chị mới tập chơi và cái cách mình khắc phục những cây lan mà nó bị là cái tình trạng là nó thiếu chất kali, nó xếp lá gì nó không mở lá được đó. Các cô chú anh chị yêu mến kênh Hoa Lan Thơ, nhấn like, nhấn đăng ký, nhấn vào chuông và chia sẻ để tạo động lực kênh Hoa Lan Thơ nha. Xin chào và hẹn gặp lại.